Sự dao động của nhiệt độ diễn ra nhanh sẽ làm cho hệ miễn dịch của trẻ vốn đã yếu ngày càng yếu hơn. Bên cạnh đó, khí hậu nóng và ẩm là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh phát triển và lây lan nhanh hơn. Các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa gồm cảm cúm. Thời tiết khi giao mùa biến đổi thất thường khiến sức đề kháng của trẻ bị suy yếu nên rất dễ mắc các bệnh cảm cúm. Khi bị bệnh, trẻ có thể sốt một cách đột ngột trên 38,3 độ C hoặc sốt kèm theo run, ớn lạnh, cơ thể đau nhức, cực kỳ mệt mỏi và ho khan. Sau khi xuất hiện các triệu chứng trên, trẻ có thể bị đau họng, nghẹt mũi và tiếp tục ho. Cảm cúm thường không quá nghiêm trọng và có thể tự khỏi trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, viêm đường hô hấp trên. Đây là bệnh lý thường gặp khi thời tiết giao mùa. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do tình trạng dị ứng hoặc do các tác nhân vi khuẩn, virus. Trẻ bị viêm đường hô hấp thường sốt, ho, chảy nước mũi, hắt xì hơi. Đa số trẻ bị viêm đường hô hấp trên thể nhẹ, chỉ kéo dài vài 3 ngày là tự khỏi, mặc dù không dùng kháng sinh bởi vì hầu hết do virus gây ra. Tuy vậy, có một số trẻ bị viêm đường hô hấp nặng nhưng không sốt hoặc không sốt cao, nhất là trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng, kèm theo sốt là trẻ ho, quấy khóc, ngủ kém. Tiêu chảy cấp ở trẻ thường do virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây ra. Trong đó, rotavirus là nguyên nhân phổ biến nhất gây tiêu chảy cấp, có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ. Đây là virus có khả năng tồn tại bền vững trong môi trường, có thể sống hàng giờ trên bàn tay và trên các bề mặt rắn. Đặc biệt, rotavirus có thể sống ổn định, gây ra bệnh khi sống trong phân một tuần. Bệnh gặp nhiều nhất ở trẻ dưới 5 tuổi. Khi mắc bệnh tiêu chảy cấp, trẻ thường có những biểu hiện điển hình như tiêu chảy, nôn ói, đau bụng, dễ mất nước, có thể dẫn đến trịnh mạch rồi tử vong nếu không được chăm sóc đúng cách và điều trị kịp thời. Hầu hết bệnh diễn tiến lành tính, ít gây biến chứng nếu chúng ta biết chăm sóc và theo dõi đúng cách. Nhằm phòng các bệnh lúc giao mùa cũng như cách để chăm sóc trẻ khi mắc bệnh, dưới đây là những nguyên tắc mà cha mẹ cần biết. Nguyên tắc 1, chú ý đến chế độ ăn nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Một chế độ ăn khoa học là rất cần thiết với trẻ nhỏ. Đây là yếu tố quan trọng để giúp trẻ có hệ miễn dịch vững vàng. Ba mẹ nên chú ý đến thành phần đạm và các vi chất. Trong đó, kẽm và sắt là hai vi chất cực kỳ quan trọng, có nhiều trong thịt bò, gà, cá, trứng và hải sản. Ngoài ra, các ba mẹ nên tập cho trẻ có thói quen ăn nhiều rau quả, uống nước ép trái cây có màu vàng, cam, đỏ như cam, cà rốt, cà chua nhằm bổ sung vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C cũng góp phần rất quan trọng trong tăng cường hệ miễn dịch của con. Nguyên tắc 2, cần thay đổi sinh hoạt cho trẻ khi giao mùa. Do thời tiết thất thường kèm theo ẩm thấp, mưa gió, việc thay đổi sinh hoạt cho trẻ là cần thiết. Cụ thể, cần giữ ấm cho trẻ, các mẹ cần lưu ý trang phục cho trẻ trong ngày để đảm bảo thân nhiệt. Luôn giữ ấm cơ thể cho trẻ, đặc biệt là vào ban đêm, chú ý phần cổ, tay và chân. Cần chú ý đến vệ sinh cho trẻ. Bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh trẻ, việc vệ sinh cá nhân cho trẻ cũng cần hết sức lưu ý như cắt móng tay, móng chân cho trẻ. Thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ bằng xà phòng diệt khuẩn, sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh tai mũi họng cho trẻ hàng ngày. Cần cho trẻ ngủ đủ giấc. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Cha mẹ hãy đảm bảo rằng con được ngủ đủ 9 đến 12 tiếng mỗi ngày tùy theo lứa tuổi. Phòng ngủ của trẻ phải thoáng, đủ ánh sáng và duy trì độ ẩm nhất định. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với động vật. Những sợi lông từ chó, mèo hay từ chăn gối vỏ đệm không được vệ sinh sạch sẽ là nguyên nhân chính khiến trẻ bị ho, hen suyễn. Nguyên tắc thứ 3, nếu trẻ mắc bệnh cần chăm sóc đúng. Khi trẻ mắc bệnh thường có biểu hiện sốt, ho, nôn ói và tiêu lỏng. Ngoài việc cho trẻ đi khám, cha mẹ cần chăm sóc con đúng cách. Nguyên tắc 4, cần tiêm phòng cho trẻ. Để phòng bệnh cần cho trẻ tiêm phòng đúng lịch, đủ mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nên cho trẻ được tiêm ngừa cúm, đặc biệt ở nhóm tuổi từ trên 6 tháng tuổi và uống ngừa tiêu chảy cấp rotavirus. Bệnh cúm thường lây nhiễm qua đường hô hấp. Hiệu quả của tiêm ngừa đạt 96-97%. Trẻ được tiêm ngừa nếu mắc cúm có thể nhẹ hơn và thời gian mắc bệnh ngắn hơn trẻ không được tiêm ngừa.